gì chưa? Chúng mình sắp thi học kỳ 1 rồi. Phải làm sao để đầu óc minh mẫn, vui tươi yên tâm thi cử chót lọt mà không bỏ lỡ một hot trend nào? Chúng ta không nên làm gì trong phòng thi nhỉ? Sự việc 11 bạn học sinh phải ăn chung nhau hai gói mì tôm trộn cơm trong bữa ăn bán trú ở trường là tin đồn hay là sự thật đây? Không chần chờ chi nữa, đột nhập học đường ngay cùng Nhanh Trí nhé! Trước khi đi thi, hãy cùng nhau giải trí thật hi hi với hai màn đu trend siêu VIP này của hai lớp toàn đại ca nhé! Lớp 6A, hay cười ha ha đây! Và đây là lớp 4A rất thích đàn guitar. Theo bạn, lớp nào đu trend đỉnh hơn? Uầy, cháy thế! Có một sự đáng yêu không hề nhẹ ở đây. Cơ mà mình khá là ấn tượng với màn đu trend đẳng sơ cấp của lớp 6A hơn một chút đấy. Nào nào, chẳng mấy khi Nhanh Trí đứng về phe của lớp 6A đâu. Ở đây có bạn nào học lớp 6A thì nhớ comment để điểm danh nhé. Ta nói cháy hết nấc luôn mà. Cái lớp này như cái chợ vỡ. Tôi chưa thấy cái lớp nào mất trật tự như cái lớp này hết. Bài học hôm nay là bánh kẹo và những niềm đau. Bỏ hết sách vở ra để ghi chép nha. Tại sao lại như thế? Thì theo như các chuyên gia sức khỏe có chia sẻ rằng, khi trên cơ thể chúng ta không may có những vết thương như xước sắt, chảy da hoặc nặng hơn thì không nên ăn bánh kẹo, đồ ngọt hoặc thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích đâu, bởi nó có thể gây nên hậu quả xấu xí nghiêm trọng. Một trong các bạn ở đây, ai cho tôi biết đó là hậu quả nghiêm trọng gì được không? Mời bạn Nhanh Trí trả lời. Dạ, khi bị thương mà ăn nhiều đồ ngọt, hậu quả là chúng ta sẽ bị sẹo nặng hơn, gây mất thẩm mỹ, xấu xí hơn vì đường ngọt trong bánh kẹo sẽ làm da của chúng ta không có khả năng phục hồi. Ngoài ra, mấy đồ ăn siêu ngon miệng như thịt xông khói, xúc xích cũng không nên ăn khi bị thương. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời! Cho bạn Nhanh Trí một tràng pháo tay để chúng ta cùng tới với cái sai lầm lớn nhất của thời học sinh sau đây. Sông có lúc cạn, đá có lúc mòn, học sinh cũng có lúc gian lận phải không nè? Mùa thi tới sát nút rồi. Sau đây là hai kiểu gian lận mà Nhanh Trí bắt gặp được ở trong lớp đấy. Kiểu 1. Và kiểu 2. Trong hai kiểu này, kiểu nào dễ bị phát hiện nhất đây? Là trời, cả hai đều bị Nhanh Trí phát hiện hết rồi nhá. Anh em nào học sinh cá biệt chắc là thấy quen lắm đúng không? Cơ mà này, dù cho có dùng 7749 hay 9981 kiểu thì bạn vẫn không thoát được đâu. Thầy cô của chúng ta đều là siêu cao thủ tinh tường cả đấy. Dăm ba cái trò này á, thầy cô qua hết rồi, không có cửa qua mặt thầy cô đâu nhé. Nên hãy trung thực trong giờ kiểm tra vẫn là lựa chọn tốt nhất nếu như không muốn bị ăn quả trứng tròn vo. Reng reng, hết giờ kiểm tra rồi, no bye để ra chơi thôi. Lần đầu đến Việt Nam mà bắt gặp ngay giờ ra chơi của học sinh Việt Nam thì eo xa kiểu. Đúng là phiên bản sọc pe đến Việt Nam làm náo loạn cả sân trường đây rồi, lại còn làm trò bắn tuyết nữa chứ. Hóa ra là hai nam sinh mặc trang phục tái chế, đóng giả Elsa múa phụ họa bài Let It Go nổi tiếng, làm cả trường được trận cười nơ nê. Cứ ngỡ là một tiết mục cảm động, ai ngờ cảm lạnh luôn, trời ơi. Còn lớp 5A thì lại gây choáng với tiết mục chống nhục che kín hết cả mặt mũi này đây. Tiết mục này quả là sáng tạo bá đạo đấy. Anh nhảy bên này, em nhảy bên này, cậu nhảy bên ấy, tớ nhảy bên kia. Đúng là mạnh ai nấy nhảy luôn. Tiết mục nào bạn chấm 100 điểm hài hước hơn? Xem xong chỉ biết cười ha ha thôi, chứ chưa kịp chấm điểm mà nha. Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người xem phải không nào? Bạn bình chọn cho tiết mục nào thì nhớ comment xuống bên dưới nhé.
thoải mái đi. Rồi ngồi lại đây để mình kể cho một câu chuyện mối tình sướt mướt của thời học sinh như sau, nhưng không phải của nhỏ bạn thân, mà là cuộc tình ngang trái của nhỏ gôm tẩy và anh bút chì cơ. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Từ lớp 1, bút chì và tẩy đã là cặp tay chung, luôn đi kèm với nhau. Hễ bút chì làm sai thì tẩy có mặt ra tay giúp đỡ, tình thương mến thương lắm luôn. Cơ mà trước khi cục tẩy ra đời thì anh bút chì có cuộc sống như thế nào nhỉ? Lúc đó học sinh phải dùng gì để tẩy đi cái vết bút chì sai đấy? Bánh mì, bánh quy hay bánh bông lan? Ô là la! Hóa ra trước khi có cuộc tình với anh tẩy thì bút chì đã có cuộc tình với bánh mì rồi ha. Thì trước khi cục tẩy ra đời, người ta thường dùng bánh mì để tẩy xóa vết bút chì đấy. Vào thế kỷ 18, những mẩu bánh mì vụn thường được vo lại và thấm một xíu nước để bôi xóa các nét bút chì than. Tuy nhiên, cách này có một hạn chế là bánh mì ẩm dễ nổi mốc và vụn nát trên sách vở. Tình cờ là vào một ngày đẹp trời nào đó, kỹ sư người Anh Edward Nine khi định dùng bánh mì để tẩy chì thì cầm nhầm một miếng cao su. Nhờ vậy, ông đã phát hiện ra đặc tính tẩy chì của cao su và phát triển nó và mở rộng kinh doanh loại tẩy chì đầu tiên trên thị trường ở châu Âu. Cho đến tận ngày nay thì lan truyền ra khắp thế giới rồi. Wow, quả là một phát hiện thú vị phải không nào? Biết đâu trên dòng đời tấp nập, mình cũng phát hiện ra một điều gì đó bất ngờ như vậy nhỉ? Ô, cơ mà đừng cười to nhé. Sau đây là góc hết hồn đấy. Một vụ mất tích bí ẩn. Thiệt là hắm có tin nổi luôn á. Có cây bút mà mất lên mất xuống. Còn cục gôm là không bao giờ dùng được 1/4 cục luôn ấy. Nó cũng biến đâu mất tiêu. Đôi khi là chiếc dép ở chân mình mà quay qua, quay lại cũng mất luôn. Uầy, trong lớp có thế lực ngầm ư? Thiệt là bàng hoàng, thiệt là hoang mang. Suốt 12 năm đi học mon mông trên ghế nhà trường cho đến nay, những vụ án như thế này ngày một tăng cao và không có dấu hiệu giảm xuống. Hung thủ là ai nhỉ? Là ai ở đây? Đến nay vẫn là một ẩn số, không ai biết cả, có phải không các bạn học sinh ơi? Vì vậy Nhanh Trí nghĩ rằng để đảm bảo an toàn cho mấy cái mớ đồ dùng học sinh, chúng ta nên làm gì đây? Oh wow, quả thực đây toàn là hảo sáng kiến của những chùm giữ của. Nào nào, các hảo sáng kiến ngồi đây để cho Nhanh Trí bái phục một phát nào. Thật là quá bá đạo luôn đấy. Nhưng Nhanh Trí bình chọn nhé. Cách VIP nhất có lẽ là nhét ảnh thẻ vào lòng bút bi như này. Càng ngầu, bút lại càng khó mất. Cứ nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô bạn trong tấm ảnh thẻ nhét vào lòng bút bi mà xem. Chắc chắn ai có ý định cầm nhầm cũng đều giật mình thon thót nhận ra và trả lại bút cho chủ nhân của nó ngay thôi. Ngoài ra, bạn còn có thể có nhiều hảo sáng kiến hơn nữa. Comment xuống bên dưới để mách Nhanh Trí cách giữ đồ dùng học tập của mình với nhé. Thế là thành ra trong một tiết học là ba bạn cùng nghịch chim của Hoàn. Bạn mang chim lên để xem nào. Con chim thì bé tẹo tèo teo. Cất ngay chim đi. À, mà Nhanh Trí nghe đồn các bạn đang chuẩn bị thi học kỳ 1 đúng không? Nhiều bạn lo lắng đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên cơ. Thế đã ôn bài đến đâu rồi các bạn ơi? Nhanh Trí có hai người bạn trước khi đi thi cứ làm mấy cái trò con bò kỳ lắm à nha. Bạn xem bạn cũng có giống như vậy không? Cầu mong các cụ độ này. Hay là để các thần may mắn quyết định số phận. Cuộc đời học sinh ai mà chẳng trải qua cái này. Khai thật đi nhé, bạn thuộc kiểu nào thế? Không biết làm vậy có đạt điểm cao hay không, nhưng mà xem mắc cười lắm nha. Bạn ơi, nếu mà không học bài thì dù có cố chấp khấn vái các kiểu con đà điểu, các cụ gánh cong lưng đi chẳng nữa cũng đỡ không nổi đâu. Vừa có những màn giải trí và bí kíp giúp bạn thi học kỳ tự tin hơn một chút nào chưa nhỉ? Bây giờ cùng Nhanh Trí đột nhập một lớp học nhé. Nhanh Trí phát hiện ra một điều bất thường đây này. Hóa ra đây là skill vào lớp muộn ư? Và thêm cả cách hai báo thủ hồn nhiên như cô tiên múc bang trong lớp nữa chứ. Uầy, các bạn học sinh Gen Z bây giờ khét lẹt lẹt đấy. Này, bạn số 1 kia và bạn số 2 nữa, chúng tớ nhìn thấy rồi nhé. Bạn nào dễ bị phát hiện ở trong lớp hơn? Rõ ràng rồi là bạn số 2, hơi bị tham ăn trong giờ đấy, lại còn làm lố, ố rể quá thì chắc chắn bị tóm luôn và ngay.
Nào tự trọng đi các trẻ ơi, vì miếng ăn mà mất hết cả liêm sỉ rồi kìa. Còn một nhóm bạn học sinh ở bên này thì lại đam mê làm ảo thuật các bạn ạ. Khi đam mê làm ảo thuật nhưng lại phải đi học và cái kết. Ôi trời, không tin nổi luôn. Các bạn ơi, bằng một cách thần kỳ nào đó, bạn ấy có thể cân bằng thước kẻ quay trên mũi bút chì mà không bị đổ luôn. Mà này, không chỉ một chiếc bút đâu, hai chiếc bút, thậm chí ba chiếc bút chì vẫn có thể quay đều, không bị đổ. Ảo thuật đấy, sao mà khéo tay thế? Bất ngờ hơn, ảo loi hơn là màn ảo thuật tặng hoa cực kỳ ngọt ngào, so sweet, tặng cô giáo, khiến cô không nỡ cho điểm xấu vào trong sổ ghi đầu bài luôn. Wow, 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 100 tràng pháo tay cho bạn giai này nhỉ? Chỉ cần vuốt tay một cái, bông hoa hồng rực rỡ trước mặt, khỏi cần nói, cũng biết lòng cô giáo đang vui bất ngờ như thế nào. He he, nhưng khi bạn muốn bắt chước thì kiểu nào sẽ khó hơn đây? Dù gì vẫn là kiểu số 1 khó hơn nhé, vì thực sự rất cần đến kiến thức môn vật lý mới làm được đấy. Những bạn nào học khối A hoặc khối tự nhiên thì chắc chắn sẽ cực kỳ khéo cái trò này. Những bạn học giỏi văn thì có khi làm đổ ngay. À, mà còn màn ảo thuật tặng hoa ư, cũng đơn giản thôi, vì đây là bông hoa đặc biệt, ai cũng làm được, chỉ cần lên Shopee order là xong nhé. Các bạn ơi, đã đến tối rồi, có ai dám ở lại trường để soi camera trường cùng Nhanh Trí không? Check camera trường học đêm khuya, thật sự khó tin. Một đoạn clip rùng rợn được chiết xuất từ camera an ninh tại một ngôi trường ở Iceland làm ai nấy đều sợ khiếp vía ấy. Clip này quay tại một hành lang lớp học, giữa lúc yên tĩnh vắng lặng thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên làm rung chuyển cả camera. Một lát sau là những hoạt động kỳ dị, chiếc ba lô trên nắp tủ tự nhiên bị hất văng xuống, tấm bảng nhựa trên tường cũng bị xé xuống đất. Ủa, ai vậy? Một trong hai chiếc ghế trong hành lang bất ngờ bay lên và vào tường cành cạch ít rồi lại tự do rơi xuống đất. U là trời, đâu có ai ở đó đâu nhỉ? Đáng chú ý là video này được quay lại lúc 3 giờ sáng. What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ma làm hay một trò tròn thôi? Sau khi video này được đăng tải trên mạng, nhiều người cho rằng ngôi trường này bị mờ ám vì 3 giờ sáng là thời điểm âm khí nặng, những linh hồn hay ra ngoài hít hà drama. Trong khi đó, một học sinh tại trường đã nói video này là thầy hiệu phó giản dựng để câu view. Ủa, thật hả? Cơ mà xem không giống giản dựng tí nào nhở? Theo bạn tại sao lại như vậy? Để lại comment cho Nhanh Trí biết với nhé! Lạnh nhất lúc này không phải là Bắc Cực các bạn ạ, mà là vụ việc 11 bạn học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại một trường tiểu học ở Lào Cai, khiến ai nghe xong cũng thấy chạnh lòng xót xa. Đó là bữa ăn bán trú của các bạn ấy đấy. Theo phóng sự của VTV24, tối 16 tháng 12 vừa qua cho thấy tại nhà ăn bán trú, mỗi mâm có 11 bạn học sinh chỉ được ăn 2 gói mì tôm nấu loãng pha với cơm. Trời ơi, như vậy sao mà no nhỉ? Nhanh Trí một mình ăn một gói còn không no, nói gì tới 11 bạn ăn chung 2 gói mì. Và điều này còn thường xuyên xảy ra nữa. Ăn như vậy sao mà no và có đủ sức học đây? Thậm chí các bạn ấy còn phải ăn rau bị dập nát nữa. Nhà vệ sinh ở nhà trường còn không đủ giấy vệ sinh, nhiều bạn phải sử dụng lá su su để thay thế. Ui là trời, thật may sau khi biết được tin này, chính quyền đã vào cuộc và bây giờ các bạn ấy đã được ăn những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng hơn, chiếc bụng đói đã được lấp đầy và trang thiết bị cũng được hoàn hảo hơn. Hy vọng từ nay, các bạn học sinh khắp mọi miền Tổ quốc, bạn nào cũng được ăn no mặc ấm, học tập và vui chơi.